Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Như thường lệ, tạp chí Khoa Quân sự sẽ mở đầu bằng mục quét sóng. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2007, nhằm thay thế các hệ thống tên lửa phóng loạt cũ của Nga như BM-21 Grad, BM-27 và BM-30 Smek, pháo phản lực Tornado có tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn và đặc biệt là sức hủy diệt vô cùng lớn. Những phiên bản pháo phản lực Tornado mới này có những tính năng, kỹ chiến thuật vượt trội hơn so với các phiên bản cũ nhiều lần. Đặc biệt, Tornado thế hệ mới của Nga sẽ sở hữu khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Điều này đã xóa nhòa đi ranh giới giữa pháo phản lực và tên lửa chiến thuật. Các phiên bản của pháo phản lực Tornado bao gồm Tornado S nhằm thay thế cho tổ hợp BM-30 Smek 300mm, phiên bản Tornado U được thay thế tổ hợp Uragan 220mm và phiên bản hiện đại hóa sâu được ký hiệu là G được phát triển từ tổ hợp BM-21 Grad. Mỗi phiên bản có ưu thế nổi bật riêng, nó có thể sử dụng chung đạn với các hệ thống pháo phản lực cùng cỡ như Grad có tầm bắn 20km, Uragan 220mm có tầm bắn 30km và Smek 300mm có tầm bắn 90km. Đây là những loại đạn dùng trong nổ phá mảnh, đạn lửa, đạn chùm sát thương sinh lực và chống tăng. Và cũng là minh chứng cho sự phát triển không ngừng về khoa học kỹ thuật, vũ khí pháo binh của Nga. Tornado được chế tạo theo nguyên lý module. Các biến thể Tornado G, Tornado S và Tornado U chỉ khác nhau ở đường kính ống phóng. Các cụm ống phóng có thể thay thế lẫn nhau. Bởi vậy, một bệ phóng có thể biến thành Tornado G, Tornado U hay Tornado S. Đại diện nhà sản xuất cho biết, ngoài khả năng bắn các loại đạn hiện có, Tornado có thể bắn các loại đạn mới có tầm xa hơn rất nhiều, mang đầu đạn mới, kể cả đạn trinh sát, loại đạn chứa các mô đun trinh sát bay treo trên chiến trường, thiết bị chỉ thị mục tiêu và có hệ dẫn. Đặc biệt, trong tương lai, dự kiến Tornado sẽ còn có khả năng phóng tên lửa hành trình và tên lửa đường đạn. Một điều quan trọng để tăng hiệu quả khi tấn công các mục tiêu, Tornado được tích hợp hệ thống Thưa quý khán giả và các đồng chí, để mang lại thành công của hoạt động giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội 20 năm qua, chính là việc khơi dậy và phát huy đồng bộ được 3 yếu tố cơ bản trong nghiên cứu khoa học, đó là năng lực nghiên cứu, động lực nghiên cứu và môi trường nghiên cứu tốt. Những bệ phóng này đã chắp cánh để các sản phẩm của trí tuệ sáng tạo trong thanh niên quân đội được lan tỏa và góp phần xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hơn 4.900 công trình sáng kiến của hơn 8.700 tác giả, lượt tác giả. Tỷ lệ đoạt giải trung bình là 55%. So với năm thứ nhất, số lượng công trình sáng kiến tăng lên gấp 10,5 lần. Lĩnh vực nghiên cứu tăng lên 3,3 lần. Nếu năm 2000 chỉ có 51 công trình sáng kiến tham dự với 3 lĩnh vực, thì đến năm 2020 đã tăng lên 535 công trình sáng kiến trên 10 lĩnh vực. Mỗi năm đã có hàng ngàn công trình sáng kiến của thanh niên ở cấp cơ sở được ứng dụng, làm lợi cho đơn vị hàng trăm tỷ đồng. Những con số biết nói này đã khẳng định kết quả nổi bật của giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội trong 20 năm qua. Thượng tá Nguyễn Đức Định, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin. Đồng chí đã từng là một trong những thành viên tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội mùa 3 và mùa 4. Đồng chí cũng đã từng trải qua những khó khăn để nghiên cứu và cho ra sản phẩm cuối cùng. Và rồi phấn chấn khi biết mình được trao giải. Quan trọng hơn cả, cho đến bây giờ khi đã ở vị trí chỉ huy, nhưng Thượng tá Nguyễn Đức Định luôn khẳng định ý nghĩa và động lực to lớn từ những nấc thang sáng tạo trẻ để phát triển như ngày hôm nay. Nó như là cái lôi ban đầu để cho chúng tôi là thúc đẩy những cái bước tiến trên con đường nghiên cứu khoa học. Thế thì cái giải thưởng những trước đây so với cái những năm gần đây thì nó có cái sự thay đổi nhiều. Đó là cái việc mà cái lĩnh vực ứng dụng nó được rộng rãi hơn. Đấy, rồi cái công nghệ mới, đặc biệt là cái công nghệ mới thì được cán bộ trẻ và thế hệ trẻ nghiên cứu thời gian những năm vừa qua thì được ứng dụng rất là tốt. Đấy, được nghiên cứu và
nắm bắt được, làm chủ được những công nghệ mới hiện đại từ tiến giờ. Đặc biệt những năm gần đây chính là cái chỗ các cách mạng, cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thì những cái công nghệ đấy thì được cái các cán bộ trẻ ấy đã được nắm bắt được ấy, và đưa vào ứng dụng và trong trong các đề tài, tạo ra các sản phẩm có cái hàm lượng khoa học rất là cao, và quan trọng hơn nữa là được ứng dụng rất tốt trong cái thực tế. Thì đó là những cái một điểm khác biệt của những năm gần đây so với những cái trước đây. Thanh niên thì là tuổi trẻ thì cái ý tưởng sáng tạo của thanh niên thì là như các đồng chí biết thì rất là cao rồi. Thế với cả là anh em có tính năng động sáng tạo và tự sâu sát trong việc tìm kiếm các nhu cầu thực tế của đơn vị để đưa ra được những cái đề tài, những cái công trình mà tham gia mà có ý nghĩa khoa học phục vụ trong thực tiễn. Cái quan trọng là đề ra được cái hướng giải pháp, đề xuất được các cái nhiệm vụ rất sát sườn mà thanh niên quân đội nói chung và tuổi trẻ quân đội thì nói riêng có thể áp dụng được. Tính phổ quát của các quân khu, quân đoàn, các học viện, nhà trường của các đơn vị, kể cả các đơn vị mà làm kỹ thuật cũng tham gia tuổi trẻ sáng tạo về mảng khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt là từ những cái hoạt động tuổi trẻ sáng tạo thì cũng là một cái bước khởi đầu để tạo cho các đồng chí đoàn viên thanh niên có thêm được cái bản lĩnh, có thêm được cái kinh nghiệm để mà tiếp tục nâng cao chất lượng những cái đề tài nghiên cứu của mình và ngày càng phục vụ tốt hơn. Có thể thấy, điểm nổi bật của giải thưởng chính là tính ứng dụng thực tế trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong lao động sản xuất, trong học tập sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, trong khám chữa điều trị bệnh, hay trong bảo vệ môi trường. Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất mà các công trình sáng kiến tham dự giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội đã hiện thực hóa một cách sinh động, khoa học. Ngược thời gian qua các mùa giải, đề tài, nghiên cứu chẩn đoán và di truyền trước truyền đổi phôi, bệnh teo cơ tủy của Đại úy Nguyễn Thanh Nga, giảng viên khoa sinh học di truyền y học, Học viện Quân y đoạt giải nhất. Và thành quả của đề tài chính là việc Nga đã cùng các cộng sự được tận tay chào đón những em bé khỏe mạnh, không bị dị tật ra đời như thế này. Quan trọng hơn cả, từ đây chính là cơ sở để các bệnh viện trên cả nước đều có thể được chuyển giao và điều trị cho những cặp vợ chồng không may mắn mang gen di truyền bệnh teo cơ tủy. Hiện tại thì đề tài vẫn tiếp tục phát triển tốt và được triển khai ứng dụng tại bộ môn sinh học di truyền y học cũng như là bộ môn mô phôi của Học viện Quân y. Và đề tài chúng tôi sẵn sàng trên tinh thần là sẵn sàng chuyển giao quy trình cho bất kỳ đơn vị bạn nào có nhu cầu và hy vọng sẽ tiếp tục giúp đỡ thêm được nhiều cho các gia đình nữa. Hay như với cái nôi của rất nhiều giải thưởng, với các công trình nghiên cứu có chiều sâu và chất lượng khoa học được đánh giá là chuyên nghiệp bài bản như ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, thì với giải thưởng này đã ươm mầm sáng tạo trẻ. Và đặc biệt, từ phong trào này ở Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tiếp thêm nhiên liệu, sức sáng tạo mới mẻ để khi ra trường, các bạn tiếp tục cuộc hành trình nghiên cứu, phục vụ quân đội, đất nước. Đối với cả học viện là cũng mong muốn là toàn bộ các khoa như là bên ngành kỹ thuật, bên khoa học xã hội và các đặc biệt tập trung vào một số cái lĩnh vực mũi nhọn để các đồng chí là giáo viên trẻ đưa ra các cái đề tài để hướng học viên nghiên cứu. Chính vì vậy thì chúng tôi muốn nâng cao hơn kể cả kỹ năng mềm cũng như là về chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả các học viên sau này khi ra trường. Vì vậy chúng tôi cũng động viên cho tất cả các cái khoa là kể cả khoa học xã hội và các khoa chuyên ngành đưa các đề tài để cho các học viên sinh viên tham gia. Các công trình sáng kiến đoạt giải những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm bí mật quân sự, nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ chiến sĩ, tăng độ chính xác, ổn định, kéo dài tuổi thọ, độ bền của vũ khí trang bị kỹ thuật, tiết kiệm được thời gian, công sức cho bộ đội, đảm bảo an toàn và nâng cao sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, giảm chi phí, tăng năng suất lao động, sản xuất kinh doanh, nâng cao tay nghề, làm chủ khoa học công nghệ cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Như với thiết bị cầm tay kiểm tra ắc quy và hệ thống SKDAB của tàu ngầm Kilo 636, một sáng kiến đã trở thành trợ thủ đắc lực trong kiểm tra, phát hiện hỏng hóc đối với phần mềm và phần cứng của hệ thống SKDAB, từ đó đưa ra phương án khắc phục, đảm bảo hoạt động thông suốt cho hệ thống. Đến nay, thiết bị đã được đưa vào sản xuất và phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị,
góp phần nâng cao hiệu quả sẵn sàng chiến đấu, tăng độ bền cho tàu khi ra khơi, bảo vệ và giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Còn với máy đánh rỉ kim loại nhỏ này, góp mặt trong mùa giải lần thứ 16 và đoạt giải nhất, hiện sản phẩm đã được nhân rộng và sử dụng hiệu quả trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng tại các kho xưởng của Tổng cục Kỹ thuật. Với thiết kế đơn giản nhưng rất thông minh, cộng với vật liệu sử dụng rẻ tiền nhưng đem lại hiệu quả sử dụng cao, máy đánh rỉ đã vượt xa các phương pháp tẩy rửa quy mô trước đó. Chỉ với cắt vàng và chọn lực quay hợp lý, các vết bám bẩn cặn rỉ trong ngóc ngách bé nhất cũng bị đánh bật. Cái máy đánh rỉ này đã được áp dụng vào trong các đơn vị bảo dưỡng sửa chữa, nhất là cái nhiệm vụ nhuộm đen đối với vũ khí bộ binh ở toàn quân, trong tổng kỹ thuật và toàn quân. Thì đối với máy này là tăng năng rất có hiệu quả đối với quá trình là đánh rỉ chi tiết nhỏ mà tăng gấp 6 đến 7 lần so với thực hiện thủ công đối với người thợ. Một lực lượng tham gia đông đảo và chất lượng khác, đó là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. 5 năm trở lại đây, tuổi trẻ Tổng cục đã tập trung nghiên cứu chế tạo được hơn 10 loại vũ khí mới như đạn cối triệt âm, đạn nhọn xuyên giáp, đạn nhiệt áp, góp phần đảm bảo và tăng hiệu quả quốc phòng an ninh. Trong đó, từ giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo đã xuất hiện những sản phẩm giải quyết được bài toán tự chủ và chủ động trong sửa chữa, nghiên cứu thiết kế, không phải nhập khẩu phụ thuộc vào nước ngoài. 80% các cái sản phẩm do Công nghiệp phòng sản xuất hiện nay là kết quả của các đề tài, các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ. Mà trong đó trên 50% các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ là do tuổi trẻ được giao chủ trì và triển khai thực hiện. Các cái công trình sáng kiến đó thì đều đã được áp dụng có hiệu quả trong sản xuất. Không thể kể hết được những hiệu quả mà sức sáng tạo của tuổi trẻ quân đội đã làm được cho các đơn vị, cho quân đội. Không chỉ là trong các mùa giải thưởng, mà quan trọng hơn cả, từ đây đã trở thành động lực để sức trẻ đó tiếp tục được vươn xa, được thể hiện và cống hiến. Từ khi có cái tuổi trẻ sáng tạo là khoảng từ năm 1999 đến nay, thì lãnh đạo chỉ huy nhà máy là cũng rất quan tâm đến cái công tác sáng tạo, nghiên cứu của cái lực lượng đoàn viên thanh niên. Thế thì nhà máy cũng thành lập các cái tổ nghiên cứu trẻ, cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên là có trình độ và có cái năng lực để tập trung nghiên cứu vào các nội dung là cần thiết và áp dụng thực tế vào của nhà máy. Đấy thì trong cái thời gian qua thì đối với nhà máy thì hàng năm đều có các cái công trình của đoàn viên thanh niên là để tham gia thi các tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội cũng như sáng tạo trẻ của tổng cục. Đấy thì trong 20 năm qua thì nhà máy cũng có khoảng 9 cái sáng kiến, cái công trình đã được là giải thưởng. Đấy thì tuổi trẻ sáng tạo và tuổi trẻ sáng tạo trẻ trong quân đội. Thì các cái công trình đấy của đoàn viên thanh niên thì đã được áp dụng vào thực tế của nhà máy và nhằm là nâng cao được cái năng suất cũng như chất lượng, độ tin cậy của vũ khí sau khi sửa chữa. Qua cái giải thưởng này, trước hết là chúng ta được các cái công trình, các cái sáng kiến từ tất cả các cái lĩnh vực. Thứ hai là chúng ta được đội ngũ cán bộ, đội ngũ nhân viên, tất cả các cái tác giả trẻ mà tham gia giải thưởng này thì gần như là được một lần đào tạo cả về phương pháp, cả về kiến thức. Và những các đồng chí đó sẽ là những người trực tiếp ứng dụng những cái đề tài nghiên cứu của mình, những cái sáng kiến của mình. Sản phẩm đầu ra của một đề tài là quan trọng nhất, là thước đo hiệu quả của việc thực hiện đề tài đó. Do đó, đưa các công trình sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn chính là sự khẳng định sức sống của phong trào và giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo. Đây không chỉ là cơ hội để phát huy sức sáng tạo, sự mạnh dạn, tự tin và tích cực hơn của tuổi trẻ quân đội, mà còn là cú hích để thanh niên quân đội tiến lên làm chủ khoa học và công nghệ quân sự. Mỗi năm đã có hàng ngàn công trình sáng kiến của thanh niên ở các cấp cơ sở được ứng dụng và làm lợi cho đơn vị hàng trăm tỷ đồng. Giải thưởng đã thực sự góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong toàn quân trên mọi lĩnh vực, là động lực, là nơi chắp cánh cho những ước mơ nghiên cứu khoa học, phát hiện tài năng trẻ để đào tạo và bồi dưỡng. Các cái công trình sáng kiến của Viện Kỹ thuật đã được áp dụng rất là hiệu quả trên các đài trạm, nhà giàn, trên tàu thuyền của Hải quân để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhiều đề tài đã bám vào đặc thù khí hậu Việt Nam để nghiên cứu tạo ra những sản phẩm nâng cao tuổi đời cho các vật liệu quân sự và những sản phẩm theo kịp hơi thở của nhịp sống công nghệ trên thế giới. Như với đề tài nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu và túi bảo quản tên lửa Scooby là một ví dụ.
Xuất phát từ thực tế, tên lửa đạn đạo Scooby đã qua sử dụng hàng chục năm, cộng với đặc điểm khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nồng độ muối và các tạp chất trong khí quyển cao, khiến vũ khí trang bị này nhanh bị xuống cấp hư hỏng. Nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học Vật liệu đã dùng phương pháp phổ hồng ngoại IA phân tích nhiệt, đo đạc các tính năng cơ lý, thẩm thấu qua màng. Nhóm tác giả đã xây dựng và hoàn thiện được quy trình chế tạo vật liệu làm túi bảo quản tên lửa Scooby dựa trên các thiết bị và công nghệ sẵn có trong nước. Theo đó, vật liệu để chế tạo túi bảo quản được nhóm nghiên cứu thành công là cao su bromobutin. Trên cơ sở bromobutin này thì chúng tôi sẽ chế tạo cái đơn vật liệu. Mà cái đơn vật liệu này phải đảm bảo, thứ nhất là phải có độ kín khí cao, khả năng chống thấm khí rất là tốt. Và thứ hai là cái độ bền cơ lý của nó cũng phải tốt. Và đặc biệt là cái đối với cái độ bền môi trường là cũng phải đảm bảo là từ 5 đến 10 năm. Nhóm tác giả đã chế tạo được một hệ keo dán thích hợp dùng để cán tráng cao su bromobutin lên bề mặt vải PECO với độ bám dính cao, giúp sản phẩm vừa có độ phẳng, nhẵn, vừa có độ bền chống xé rách theo chiều dọc, chiều ngang, nhất là có độ kháng chống đâm thủng cao. Đặc biệt, thay vì sử dụng công nghệ bảo quản tên lửa Scooby theo phương pháp không khí khô như trước kia, nhóm đề tài đã thay thế bằng phương pháp bơm khí nitơ vào túi bảo quản, góp phần hạn chế quá trình bị ăn mòn của tên lửa Scooby. Đây cũng là một trong những ưu điểm nổi bật của đề tài. Thành công của đề tài đã khẳng định khả năng làm chủ công nghệ chế tạo vật liệu và tạo ra túi bảo quản tên lửa Scooby, góp phần nâng cao khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của khí tài trong quân đội ta. Một sản phẩm nghiên cứu khác được đánh giá rất hợp thời và dễ dàng ứng dụng rộng rãi là máy in 3D Polar. Bằng việc sử dụng các phần mềm thiết kế hiện đại để tối ưu hóa thiết kế, máy in 3D Polar được thiết kế đơn giản, dễ sản xuất hàng loạt, với khả năng áp dụng vào thực tiễn trong nhiều lĩnh vực, như ứng dụng trong đào tạo về công nghệ thiết kế ngược và sản xuất nhanh tại các đơn vị đào tạo trong và ngoài quân đội. Hiện tại, sản phẩm đang phục vụ cho đào tạo tại Khoa Hàng không Vũ trụ Học viện Kỹ thuật Quân sự, hay được ứng dụng trong chế tạo nhanh các mẫu sản phẩm từ các thiết kế trên máy tính, hoặc có thể ứng dụng chế tạo nhanh các sản phẩm dân dụng. Trên mọi lĩnh vực, biết cách tiếp cận và phát hiện vấn đề nổi cộm trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong phát triển kinh tế xã hội, trong điều trị bệnh phục vụ bộ đội và nhân dân, gợi mở những phương pháp hữu ích trong bảo vệ môi trường. Các công trình đề tài nghiên cứu của tuổi trẻ quân đội trong suốt 20 năm qua đã để lại những dấu ấn riêng và thực sự tạo hiệu ứng tốt trong toàn quân. Nhiều những đồng chí mà có lẽ trước đây chưa biết đến nghiên cứu khoa học thì các đồng chí này, nhất là các đồng chí kể cả chuyên môn, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, lái xe, thợ sửa chữa hay là nhân viên bảo quản, bảo dưỡng kho chẳng hạn, là các đồng chí tham gia rất tích cực và chất lượng các cái công trình các đồng chí tham gia có hiệu quả rất tích cực. Nhiều đồng chí đã đạt được cái giải cao chứ không nhất thiết là cứ phải những cái đồng chí mà có cái trình độ cao mới tham gia. Đấy là một cái sự lan tỏa rộng khắp trong toàn quân. Hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mọi mặt vào đời sống xã hội và có ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động nghiên cứu khoa học, thì yêu cầu việc phát huy vai trò của thanh niên và huy động hết khả năng sáng tạo của tuổi trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ đây, phong trào sáng tạo trẻ và giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội cũng cần có những nắm bắt kịp thời để phát huy hơn nữa hiệu quả của hoạt động. Tiếp tục duy trì cái hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là cái vườn ươm sáng tạo trẻ trong thanh niên toàn quân. Thế như vậy là nó sẽ tạo cái sự lan tỏa tốt hơn, tiếp tục duy trì tốt các cái cơ chế chính sách, các cái nguồn lực để động viên cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhất là những cái nhà khoa học trẻ tích cực hỗ trợ để tích cực tham gia nghiên cứu học. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, làm cho giải thưởng thực sự là nơi phát hiện, nâng đỡ, chắp cánh cho phong trào sáng tạo trẻ và các tài năng khoa học trẻ. Các tổ chức đoàn đã tạo ra những sân chơi trực tiếp cho đội ngũ cán bộ trẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để cán bộ có cơ hội phát huy sáng kiến, tập dược, kỹ năng nghiên cứu khoa học tại các diễn đàn trẻ trước khi tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo và tham gia các diễn đàn, các giải thưởng lớn hơn. Bảo đảm đây chính là nơi khởi nguồn, ươm mầm để xây dựng, bồi đắp, tích lũy,
sản sinh ra các nhà khoa học có uy tín thực thụ trong các lĩnh vực. Trong đó đã khuyến khích các mô hình, câu lạc bộ tổ, đội, nhóm tài năng trẻ để tập hợp đoàn kết tài năng trẻ bằng những biện pháp nội dung cụ thể. Chỗ đoàn thanh niên có thành lập một tổ khoa học trẻ, trong đó tập hợp tất cả những đoàn viên thanh niên có khả năng về thiết kế, rồi khả năng về chế tạo, để giúp những đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn khi mà có cái cái ý tưởng ấy, thì nhóm sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện cái ý tưởng của mình thành các sáng kiến có tính thực tiễn trong áp dụng vào trong lao động và sản xuất. Việc nghiên cứu nhóm sẽ giúp chúng tôi là có thể trao đổi cũng như là đẩy nhanh được tiến độ đối với việc chế tạo và nghiên cứu sản phẩm. Bên cạnh đấy thì mỗi một cá nhân trong một nhóm sẽ giúp là có thể chúng tôi có thể tìm hiểu thêm được nhiều hơn những cái kiến thức chuyên môn, từ đó có thể góp ý trao đổi là tạo nên được cái sản phẩm tốt nhất. Theo đó, các tổ chức đoàn xác định rõ mục tiêu nội dung phong trào thi đua, xây dựng được quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao về kiến thức chuyên môn, được ưu tiên phân công công tác sau khi tốt nghiệp, được đề nghị cấp có thẩm quyền thăng quân hàm, nâng bậc lương trước thời hạn 1 năm, được bảo lưu thành tích. Các công trình đoạt giải khả năng ứng dụng cao, chất lượng tốt, được xem xét hỗ trợ về tài chính và các điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. Tôi thấy những cái công trình, những cái sản phẩm, những đề tài mà được tuyên dương thì hết sức có ý nghĩa về mặt quốc phòng, an ninh cũng như là ý nghĩa về mặt dân sinh và các vấn đề phát triển kinh tế xã hội khác. Hy vọng rằng thanh niên quân đội sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần sáng tạo của mình để ngày càng có nhiều hơn những cái công trình, những sản phẩm sáng tạo và để cho phong trào tuổi trẻ sáng tạo của chúng ta phát triển một cách rộng khắp hơn, đồng đều hơn ở tất cả các địa bàn, các khu vực, các đơn vị và đóng góp nhiều hơn nữa cho việc xây dựng và hiện đại hóa quân đội cũng như là bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế để cập nhật tri thức khoa học và công nghệ quân sự tiên tiến của thế giới, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trẻ theo hướng đi tắt, đón đầu, ứng dụng và phát triển công nghệ mới, công nghệ hiện đại trên thế giới. Hoạt động giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội sẽ tiếp tục giành những đỉnh cao mới, phát huy vai trò của công tác đoàn và phong trào thanh niên, làm cho thanh niên trong quân đội tự tin tiến quân vào khoa học và công nghệ, ra sức thi đua sáng tạo, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tạp chí Khoa Quân Sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.